déjà vu. I just been this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Một đám người đuổi theo Giang Tiểu Ngư đi tới dưới lầu khách sạn, nhưng không thấy bóng dáng của Giang Tiểu Ngư. Tiểu Ngư lão muội sao lại chạy nhanh như vậy? Một chút đã không thấy rồi. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Đại Lục lập tức ngẩng đầu nhìn cao ốc. Ở phía trên, mọi người thuận theo hướng của Lâm Đại Lục nhìn lên, liền thấy Giang Tiểu Ngư đang ghé vào cửa sổ bên ngoài phòng đạo diễn để xem. Mợ nó, Tiểu Ngư lão muội này mạnh thật đấy. Ăn dưa ăn đến nước này cũng là không ai bằng. Nếu như mình cũng có thể leo lên đó thì tốt rồi. Vậy mình liền có thể phát live stream rồi. Túc chủ, từ đại có thời hạn. Live stream hiện trường ăn dưa có thể nhận được điểm tích lũy ngoài định mức. Hay lắm, ta đang định quay cái video đây. Như vậy đạo diễn liền có thể biết ta không lừa ông ta. Ông ta sẽ cam tâm tình nguyện trả ta 50 tệ. Ta thật đúng là một người cực kỳ tốt. Dứt lời, Giang Tiểu Ngư lấy điện thoại từ trong túi ra bắt đầu phát live stream. Tài khoản xã giao của Giang Tiểu Ngư bình thường không dùng làm gì, hôm nay bỗng nhiên phát live stream, fan của cô đều xôi trào. Giang Ngô rốt cuộc cũng phát live stream rồi. Đây là đâu vậy? Người đàn ông này qua đời rồi sao? Cô gái bên cạnh ông ta lại là ai? Người đàn ông này tôi biết, là đạo diễn đoàn phim chỗ Giang Tiểu Ngư đang làm. Hẳn là vẫn còn sống. Tôi nhìn thấy trong mắt ông ta động đậy. Chu Nha không có phát hiện Giang Tiểu Ngư ở cửa sổ. Cô đã cùng tình nhân bắt đầu trò chuyện video. Ông xã anh đang làm gì vậy? Quách Gia Minh trong lòng run lên. Cô ta thế mà ở bên cạnh mình gọi video call với tình nhân. Quách Gia Minh lén lút nhìn về phía bệ cửa sổ, phát hiện Giang Tiểu Ngư đang cầm một cái điện thoại hướng vào bên trong. Giang Tiểu Ngư khẳng định là đang quay chứng cứ cho mình. Thật không ngờ thời khắc mấu chốt cô ta còn rất đáng tin cậy. Sau này phải tốt với cô ta một chút. Ở bên cạnh một người đàn ông gọi người đàn ông khác là ông xã. Hai người này quan hệ thế nào? Là anh em ruột sao? Theo tôi được biết, cô gái này chính là bạn gái của đạo diễn. Mợ nó, trước mặt đội nón xanh, kích thích như vậy sao? Tình nhân ở đầu bên kia cũng trả lời một câu. Bà xã, anh đang nghỉ ở đây. À, ông xã thật tuyệt. Quách Gia Minh tức giận đến toàn thân phát run. Không diễn tiếp được nữa, cái tên kia ở đâu? Hiện tại mình liền muốn đi đá nát cái mông của hắn. Giang Tiểu Ngư ở cửa sổ nén cười. Bởi vì không thể phát ra âm thanh, hai cái đùi ở không trung nhịn không được đong đưa. Túc chủ, có dưa tôi đây. Mợ nó, tình nhân của Chu Nhã thế mà cũng ở khách sạn này. Hiện tại đang ở cùng với Bạch Triển Cơ. Hơn nữa còn có một người thứ ba. Lúc này, tình nhân đang ở trong phòng vệ sinh của phó đạo diễn Bạch Triển Cơ đi ỉa. Hắn là được Bạch Triển Cơ mời qua đây chơi. Bà xã, anh chuẩn bị cho em một bất ngờ. Là cái gì vậy? Đúng rồi, cái lão già kia bây giờ đang làm gì? Lão già uống nhiều, nên đi ngủ rồi. Là bất ngờ gì vậy? Không phải là anh tới tìm em đấy chứ? Đều nói là bất ngờ rồi, khẳng định không thể nói cho em. Làm sao thế? Vĩ ca sao anh lại tỉnh rồi? Không phải anh uống say rồi sao? Tôi mới chỉ là uống say thôi. Cô đều có thể ở ngay trước mặt tôi gọi video với tình nhân. Nếu như tôi chết rồi, cô chẳng phải là muốn dẫn hắn tới mộ của tôi nhảy đi si câu sao? Chu Nhã vừa muốn mở lời, Giang Tiểu Ngư từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Sao cô lại từ ngoài cửa sổ đi vào? À, ở bên ngoài nhìn không rõ lắm. Tôi liền vào trong để xem. Ai hỏi cô cái này? Lúc này Quách Gia Minh đang phẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Nhã chân tay luống cuống. Phải tỉnh táo, mình không thể đánh nữ nhân. Ánh mắt của Quách Gia Minh nhìn về phía Giang Tiểu Ngư. Giang Tiểu Ngư cũng nhìn về phía Quách Gia Minh. Ở giữa bốn mắt nhìn nhau, Giang Tiểu Ngư ngầm hiểu ý. Ông chủ, ông gọi Tích Tích đánh hộ tới rồi. Xin hỏi ông muốn đánh nhẹ, đánh vừa hay đánh mạnh? Vậy trước tiên cho cái đánh mạnh đi. Ok. Các cô muốn làm gì? Không phải mua không nổi tên lửa, mà là Tiểu Ngư đánh hộ càng có lợi về chi phí hơn. Cô thế mà dám. Giang Tiểu Ngư kéo lấy tóc của Chu Nhã lại là một trận quyền đấm cước đá, đánh cho Chu Nhã nhành hoa run rẩy. Lúc này Chu Nhã vẫn cố gắng khơi dậy tình yêu của Quách Gia Minh. Vĩ ca cứu em với. Sướng thật, sau này thời điểm khi tôi không tiện động thủ, tôi cũng có thể gọi Tích Tích đánh hộ không? Lại nói, đạo diễn hẳn là không biết bây giờ đang live stream đi. Đây là có thể live stream sao? Quách Gia Minh nghe thấy Chu Nhã còn dám dùng tên thân mật gọi hắn, càng tức giận. Giang Tiểu Ngư, tối nay cô chưa ăn cơm sao? Chỉ có ngần ấy sức lực. Giang Tiểu Ngư nghe được câu này không kìm được nữa. Ông đang chất vấn sự chuyên nghiệp của tôi sao? Ông xã mau tới cứu em. Nhưng mà tình nhân đã sớm bị dọa đến cúp điện thoại rồi. Cứu mạng, giết người rồi, đừng chạy. Nhìn xem, mặt của Chu Nhã liền sưng giống như đầu heo. Chu Nhã cũng không đoái hoài tới hình tượng cùng Giang Tiểu Ngư cho đánh lại với nhau. Nhưng mà Giang Tiểu Ngư dù sao thân kinh bách chiến, Chu Nhã không chiếm được một chút tiện nghi. Kết giao bằng hữu thì phải kết giao người như Giang Tiểu Ngư. Sau này chồng vượt quá giới hạn, thuận tiện dẫn đi đánh Tiểu Tam.
Quách Gia Minh thấy chủ nhà đã không còn sức đánh trả, liền bảo Giang Tiểu Ngư dừng tay. Tôi thật không hiểu nổi, tôi đối với cô tốt như vậy, vậy mà cô như thế với tôi. Tôi chỉ là thèm thân thể trẻ tuổi thì làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép ông thích người trẻ tuổi? Nhưng cô là cầm tiền của tôi. Tôi còn biết tình nhân cô ta đang ở đâu. Ông muốn tìm hắn không? Trả tiền tư vấn 800 tệ. Không vấn đề, mau nói cho tôi biết Tiểu Bạch Kiểm kia đang ở đâu. Ở trong phòng 305. Chút nữa tôi sẽ gửi hóa đơn cho ông sau. Tôi đi trước đây.